Đây là một cái sai lầm mà rất hay gặp của các bậc cha mẹ. Đấy, cứ con ho sổ mũi cái chứ là dùng kháng sinh. Tại sao nó lại là sai? Là bởi vì thế này, ho và sổ mũi ở trẻ con thì chúng tôi thường gọi đó là các nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. Mà nếu nhiễm khuẩn đường hô hấp trên thì nguyên nhân của nó chủ yếu là do virus. Thế virus thì nó không có tác dụng gì về kháng sinh cả. Đấy, đây lại là một cái sai hơn nữa. Tức là gì này? Kháng sinh nó không có tác dụng gì với virus. Thế bây giờ anh dùng liều cao lên hay liều thấp hay liều trung bình, nó cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng nếu anh lại dùng liều cao lên thì nó lại có hại hơn chứ không phải là nó có lợi. Bởi vì khi mà dùng kháng sinh liều cao lên, nó sẽ làm ảnh hưởng đến thận và gan. Đấy cũng lại là một sai lầm. Tôi nói ví dụ như là trường hợp mà các cháu của gia đình bên cạnh nhé. Lần trước đi khám bệnh, thế bây giờ các bác sĩ người ta mới chẩn đoán một cái bệnh mà cần dùng kháng sinh, thế là người ta cho kháng sinh là khỏi. Nhưng mà với con chị thì là khỏi, nhưng mà nếu như là áp dụng cho người khác thì lại không khỏi. Tại sao thế? Tại vì là các cái bệnh đường hô hấp ở trẻ con, các triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài nó gần giống nhau. Ví dụ đứa nào cũng ho, đứa nào cũng sốt, đứa nào cũng chảy mũi, đứa nào cũng hắt hơi, khó chịu. Thế nhưng mà mỗi đứa một bệnh. Ví dụ ho mà lại do viêm phổi thì kháng sinh có tác dụng. Còn nếu mà ho do nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, kháng sinh không có tác dụng. Do vậy không thể lấy đơn của cháu này cho cháu khác được. Hoặc cũng cùng một cháu cũng không thể lấy cái đơn của lần trước cho lần này được. Đều là sai hết. Nếu mà trên thị trường lại có cái loại cao lỏng cường phế mà đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và đã được thu hái từ các cái sản phẩm thiên nhiên, các cây thiên nhiên mà lại trồng cấy ở những nơi an toàn, bây giờ lại mang vào trong nhà máy mà chúng ta chiết xuất ra để thành cái loại cao lỏng và cường phế đấy, thì chúng tôi nghĩ là dùng cho những cháu bị ho và chảy mũi đơn thuần là rất tốt.